mùa du lan Má thương Lại một mùa du lan đến nữa rồi Là nhộn dịp những hoa hồng, hoa trắng Năm ngoái Con không đến chùa ngày lễ du lan như thường lệ Con không muốn phải cảm thấy tuổi thân Khi người ta hỏi con Chọn màu hoa nào Con sợ con sẽ khóc mất Thì phải trả lời Mà khóc ở đây thật là xấu hổ khi đã mang tiếng là Phật tử hiểu đạo hiểu lý sanh tử Con sẽ ngồi nhà để tha hồ khóc khi nhớ má Tháng tư vừa rồi con lại trở về nơi ấy Chị ba đã bán ngôi nhà cũ Vì không thể sống một mình trong căn nhà đầy kỷ niệm với má Mà má không còn Con trở về không còn được bước vào căn phòng cũ Để nhìn cuốn lịch tam tông không bao giờ còn ai bốc gỡ nữa không còn được nằm lên chiếc giường rộng trên thang mà hơi ấm của má như vẫn còn không còn có giường rau với những cây rau quế rau thơm luôn gợi nhớ đến quê nhà để luôn nhớ đến câu má nói phải chị má còn khỏe để về việt nam với con không còn được nhìn bàn thờ phật mà má sắp bày để mỗi sáng má đều dậy thắp nhang cúng nước và khi có con ở nhà con đã thay má làm việc đó để khi con đánh chuông tiếng chuông nhẹ nhàng đánh thức má dậy không còn khoảng sân giường nơi đàn chim sẻ mỗi sáng đều đáp xuống tiếu tích chờ nắm gạo từ tay má rải cho có lẽ quyết định bán nhà của chị ba cũng là điều hay để con không phải bị bao kiến niệm về má lại ùa vào tâm hồn con nhưng không biết vì má không còn hay vì căn nhà cũ không còn mà con thấy bơ vơ quá khi trở về mỹ buổi sáng ở nhà em con rộng rãi và đẹp hơn căn nhà cũ của mình nhiều mà sao con thấy lạnh lẽo cô đơn quá giá mà má còn má ơi ngày cúng vỗ đầu của má anh chị em lại tụ về một nơi ai cũng cố làm vẻ bình thản không nhắc nhiều đến má vì ai cũng chỉ sợ phải tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác nhất là con càng không dám khóc càng cố nén những giọt nước mắt nhớ má vào bên trong vì hổ thẹn với chính mình lúc má còn sống thì có mấy khi giữa bao công việc bộn bề cô còn nhớ để gọi về thăm má dầu chỉ cách nhau một đường dây điện thoại lúc má còn sống thì tiếc thời gian phải ngồi bên má nghe má kể những chuyện mà con phải kêu thầm lên dạ cô đã nghe chuyện này hàng trăm lần rồi má ơi lúc má còn sống thì làm gì biết được niềm hạnh phúc được còn có mẹ bên mình đâu giờ thì khi đi đường bất chợt thoáng thấy ai đó với mái tóc bạc vơ với lưng còm thì ngoái sái đầu nhìn là có lần trên đường đi làm từ thiện ở một vùng quê, ngang qua một thị xã. Cô bạn xin xe ghé tạc qua nhà để chạy vào thăm mẹ. Ngồi đợi cô mà tự dưng nước mắt lưng trọng. Khi chợt nhận ra mình đã không còn mẹ, để bất cứ lúc nào có nhu cầu thì chỉ cần chạy về, chỉ cần bắt điện thoại. Chỉ cần nghĩ đến thì má đã ở bên mình. Giờ thì chỉ còn những bức hình những giấc chim bao những ảo tưởng và những ăn năn hối tiếc người con giàu ở tuổi nào khi mất mẹ cũng là trẻ mồ côi người con mất mẹ nào cũng cảm thấy mình thiếu sót bổn phận đối với mẹ bạn ơi đừng để điều đó xảy ra cho bạn nhé hãy yêu thương mẹ khi mẹ còn cảm nhận được tình thương ngọt ngào đó hãy dành cho mẹ buổi chiều bận rộn này của bạn đi Hãy cảm nhận hạnh phúc khi bạn còn được cài đó hoa hồng mùa du lan nhé. Tháng 7 năm 2007 Thư du lan gửi đến bên kia bờ Bắc Mỹ Các cháu thường mến, mùa lễ du lan là sắp đến ở Việt Nam. Những đứa con hiếu thảo nơi đây xem lễ du lan như một mốc thời gian để nhìn lại mình, để xét xem mình có là một người con xứng đáng không? Lễ dù làng thường được tổ chức ở các chùa trên khắp đất nước. Đó cũng là lúc những người con quan hỷ cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao, được còn có mẹ, có cha, với những đố hoa hồng cài trên ngực áo. Hay buồn bã cảm nhận nỗi mất mát với những đố hồng trắng như những giọt nước mắt. Nếu còn cha mẹ họ đến chùa để cầu cho cha mẹ sống đời với con bằng như cha mẹ đã quá giảng họ cầu cho đến sinh thành được tiêu diêu nơi miền cực lạc và những việc làm báo hiếu đó kéo dài trong suốt một tháng nên người ta gọi đó là mùa lễ du lan hay mùa báo hiếu một phong tục khá dễ thương phải không các cháu bên mỹ có ngày của mẹ ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm và ngày của cha chủ nhật thứ ba của tháng sáu những ngày đó hãng điện thoại bưu điện các cửa hàng bán hoa các khu buôn bán các nhà hàng bận rộn gấp đôi gấp ba ngày thường theo thống kê trong một năm có lẽ ngày của mẹ là ngày kỷ lục hơn cả giáng sinh hơn cả năm mới về những cuộc điện thoại trong và ngoài nước các hàng bán hoa bao giờ cũng phải cần thêm người phụ việc vào những ngày ấy. Còn cáo quát ăn nhiều lúc phải cáo lỗi, không thể nhận thêm khách vì hết bàn trống. Nhiều gia đình, anh chị em nhờ vào hai ngày ấy mà gặp mặt nhau để cùng thực hiện nghĩa vụ chung là đến tặng quà, chúc mừng cho cha hay mẹ. Dĩ nhiên là ngày của cha bao giờ cũng lép vế hơn. Không ồn ào và được nhiều người nhớ đến bằng ngày của mẹ. Nhưng bà của mấy cháu, anh của cô, năm nào cũng có quà. Đã như thế, hơn 20 năm nay, lúc thì cái cà vạt, khi cái quần tây hoặc mấy chai thuốc cạo râu hay một bữa ăn vui vẻ bên tụi con. Hơn 20 năm qua đã như thế, cũng như hơn hai mươi mấy năm ba vẫn làm bổn phận của người cha là nuôi các cháu ăn học trên nơi tới chốn. Nhưng hai năm qua thì không, Hai năm trước, bà đã dọn về ở dưới nụ của các cháu. Khi bà và mẹ mấy đứa chia tay nhau. Hai năm rồi, ngày của cha, ba ngồi lặng người trước màn hình quảng cáo, luôn nhắc nhở bà mỗi 10 phút về cái ngày trọng đại đó Về những món quà các người con có thể mua cho cha của họ. Chúng nhắc nhở bà đến thật sự bà đang muốn quên đi. Bà đang bị các con lãng quên. Nhưng bà các con không tắt tivi Cứ ngồi đó thường người đau đớn Cô biết bà đang chờ một phép màu nào đó Chờ tiếng chuông điện thoại gian lên Một câu nói đơn giản Happy Father's Day Day Chúc bà vui vẻ Của một trong bốn đứa con Cũng đủ tạo niềm vui cho bà Cô biết bà sẽ có dịp Để khoe với các cô Để tự an ủi mình Tụi nó đâu có quên tôi Chắc bà sẽ rớm nước mắt khi nói những lời đó. Cô chắc vậy. Vì ba của tụi con vốn mềm yếu. Sự mềm yếu được bọc bằng cái vỏ ồn ào riêng của mình. Các cháu đã không thích sự ồn ào của ba, mà theo tụi con là lỗ mãn, nóng nảy. Cô biết nói làm sao. Khi suốt cả tuổi thơ của mình, ba chưa hề được nghe những lời nào khác hơn là những lời chửi mắng lăng nhục. Thói quen được lặp lại đó mà. Sự tế tạo từ quá khứ đó mà. Bà chỉ biết làm như thế khi không vừa lòng chuyện D, học kém. Chuyện hai đứa con gái đi chơi khuya, hay chuyện T, hay lý sự với ba, dần dần. Tóm lại, ba hay rầy la ồn ào khi ba buồn lòng tụi con. Bà chỉ biết làm như thế để tỏ sự không vừa lòng của mình. Bà thật đáng trách phải không tụi con. Nhưng cô biết có một con người khác hơn như thế ở ba của tụi con. Khi chưa bảo lãnh được mẹ và các con qua Mỹ, vì công việc, bà phải ở xa các cô, ở một mình trong căn phòng nhỏ xíu. Căn phòng đó, mỗi lần đến, cô thường càng nhăn các chân dọn của ba. Ở chỗ nào cũng có thể là chỗ cho ba để hình tụi con. Trên vách tường, đầu giường, trên cửa tủ lạnh, trên tivi, trên bàn ăn, bàn học, trong bớt. Dần dần, Ở chỗ nào bà cũng có thể tiền tay với một tấm hình nào đó để ngắm nhìn khoe khoang. Coi nè, thằng đê lớn ghê chưa, để đứng cao bằng mẹ. Con hát gò má bầu thấy muốn nựng không? Con em mờ cái chân cong vòng giống hệt tôi. Tóc thằng tê sao mà quan như con gái vậy? Chỉ cái sự lớn, sự thể hình nổi tướng của mấy đứa con mà ba khoe mãi. Như thể đó là thành tích của bản thân. Các cô hay đùa, khổ lắm biết rồi nói mãi. Để giúp bà ra khỏi những câu chuyện quanh quẩn cũng về mẹ, về các con. Khi đã đoàn tụ với các con và mẹ, bà càng làm cô ngạc nhiên hơn. Bà lo mua từng cái áo, đôi giày, đôi giớ, cái khăn, cái lược, đi xem trường, mua sách, sắm viết cho tụi con. Tỉ mỉ như một người mẹ chu đáo. Không biết bà học những thứ ấy ở đâu khi mà nhiều lúc áo quần của chính ba các cô còn phải đi mua giùm mà đâu phải bà chỉ biết la rầy ồn ào như các con đã than phiền thật là khi giận hờn người ta chỉ nhớ đến những cái xấu của nhau còn cô thì cô nhớ ba vẫn hay vuốt tóc ôm hôn mấy đứa mỗi lần đi làm về dù các con đã lớn tồng đồng cô hay ghen thầm vì tụi con bây giờ có ba sướng hơn cuộc đời của những đứa trẻ mất cha sớm như cô, như ba hồi đó. Cô nhớ đề lúc vào đại học, đòi xe đời mới. Ba rầy vì ba vẫn còn đi làm bằng chiếc xe của 10 năm trước. Vì mà hôm sinh nhật của đê, cô đến dựng thấy một chiếc xe đời mới đúng hiệu đê đòi nằm trong ra. Hai đứa con gái lớn thì ba lúc nào cũng khen ngoan, khen giỏi, như thể chỉ có con của ba là nhất. Còn thằng trai út tê thì khỏi nói đã cao hơn ba cái đầu ba vẫn còn các móng tay cắt tóc cho như chú bé con hai tuổi ngày nào lạ lùng cô không hiểu tại sao cả bốn đứa con đều không có một đứa nào nhớ để gọi cho ba được một tiếng vào cái ngày ấy cái ngày mà cả những người cha không hoàn hảo nhất cũng được nhớ đến còn ba tuổi con chẳng lẽ không đến được một phần mười của họ sao cô phải dông dài thế và biết rằng mình sẽ nhận được cái nhún vai hay cao mại của mấy đứa để hỏi cô. So what? Rồi sao chứ? Dân, rồi sao chứ? Tình thương của cha mẹ ba cho con cái đâu có phải để được so đo, đòi trả lại bằng cách này hay cách khác. Vì con cái có thương yêu lại cha mẹ không, đó là sự tự nguyện. Ở cái xứ mà mọi thứ đều được nhìn qua chiếc kính lúp của phân tích, Điều được hiểu với đầu vào đầu ra của các dữ liệu thì nói đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là một điều khôi hài tôi có đòi được sinh ra đâu hình như có cháu đã hỏi cô như thế thật sự cô không có câu trả lời cho những con chip của các máy tính tất cả đều có logic rạch ròi mà tình thương không thể hiểu được bằng cái đầu logic Lần cô về thăm gia đình gần đây nhất, cô đã gọi đề để nói thiệt hơn. Còn khuyên mẹ, thôi đừng đưa đơn ly dị ra tòa. Cũng là cha mẹ, vợ chồng, không thể giải quyết im xuôi sao. Đã đưa ra tòa, đã có luật sư giải quyết. Cô hãy để các luật sư nói chuyện với nhau. Ngắt câu của đề là tiếng gác máy điện thoại khô khóc. Ở đầu dây này, cô cứ cầm mãi cái máy điện thoại tiếng ù ù của làn sóng điện truyền vào lòng cô cảm giác lạnh lẽo đớn đau cô không có câu trả lời cho những con chiếc ở việt nam sau nhà cô mỗi ngày vẫn có những đứa trẻ lượm rác đi ngang qua thân hình chúng nhỏ bé quần áo dơ bẩn hôi hám chúng giành giật nhau từng viên kẹo nhỏ bé cô cho hôm qua cô gọi một đứa lại cho chén cơm dư với khúc cá thừa rồi cô quay vào chờ nó ăn xong để lấy chén lại. Một phút sau, đứa bé gọi cô trả chén. Ăn nhanh quá vậy, đói lắm hả? Nó cười loãng lẹn nói, con mang về cho ba, từ sáng giờ ba chưa ăn. Cô nghe tay mình nóng lên, trái tim như có luồng điện chạy vào. Nhưng không phải luồng điện lạnh lùng, ù ù của đường dây điện thoại bị ngắt, mà luồng điện tình người ấm áp từ trái tim của một đứa trẻ lượm rác thất học làm cô bàng hoàng rơi nước mắt. Ôi, làm sao ba các con diễm phúc bằng người cha của đứa con hiếu thảo đó nhỉ? Mong rằng người cha may mắn đó sẽ biết đón nhận sự ngọt ngào của lòng hiếu thảo. Mong là tụi con cũng có trái tim của em bé lụm rác đó. Mong lắm thay. Du Lan 2001 Tảng màng Du Lan Mỗi mùa Du Lan đến, tôi đều trải qua cảm giác ăn năn hối hận vì đã không phải là đứa con có hiếu khi cha mẹ còn ở trên cõi đời trong kinh tăng chi bộ chương 2, phẩm 4, câu 2, chúng ta được biết rằng không dễ gì trả được ơn cha mẹ đối với những gì họ đã làm cho ta có hai hạng người này các tỷ kheo ta nói không thể trả ơn được thế nào là hai mẹ và cha nếu một bên vai cổng mẹ này các tỷ kheo, nếu một bên giai cổng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi, nếu có ăn ký cha mẹ vào quốc độ với tối thượng quy lực trên quả đất lớn với bảy báo này, như vậy, này các kỹ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các kỹ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng và dỗ chúng lớn giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các tỷ kheo, ai đối với các bậc cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn các vị ấy an trú vào lòng tin. Đối với mẹ, cha, theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiền giới. Đối với mẹ, cha, sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí. Đối với mẹ, cha, theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các gì ấy vào trí tuệ cho đến như vậy này các kỹ kheo đã làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha hòa thượng thích minh châu diệt dịch mỗi lần đọc đoạn kinh này là tôi buồn nấu ruột buồn gì nhận thấy mình thật là một đứa con bất hiếu nhất trên đời biết đến bao giờ tôi mới làm được một phần ức một phần tỷ của lời đức phật khuyên dạy mù cô cha tôi chỉ biết về cha qua những lời kể của mẹ dĩ nhiên những chuyện mẹ kể đều bằng giọng vui vẻ không trách hờn dầu đó là chuyện ba tôi thường xuyên gián nhà có khi còn về kể cho mẹ tôi nghe rằng ông đã đi những đâu gặp cô đào này ả tên nữ kia vậy mà mẹ tôi không gian hờn mới là lạ mẹ thường nói một cách an phận đàn ông mà miễn là cuối cùng rồi họ cũng trở về với gia đình đúng là bà tôi có trở về nhưng khi người đã không còn đủ sức để tung hoành nữa dĩ nhiên là chúng tôi không thể rộng lượng được như mẹ những khi bị cha dựng đối xử không tử tế thì chúng tôi lại than trách phải chia ba được ăn chơi quá mức thì đâu có phải chết sớm để con cái phải lâm vào cảnh cha ghẻ con vợ cả khi đã trưởng thành khi đã ra đời có thua anh kém em chúng tôi cũng than Tại bà phá hết gia tài của nội Nên con cái không được đi học đàng hoàng Phải sống thiếu thốn, nghèo nàn. Thằng trách mãi Đến nỗi có lúc má tôi phải kêu lên Thôi, tụi con hãy tha cho người chết Dẫu gì ổng cũng không còn Trước khi mất Ông cũng đã hối hận Vì sống thiếu bổn phận làm cha rồi Đã trách cha Thì chúng tôi cũng không thể tha cho mẹ Dĩ nhiên là chúng tôi không bao giờ dám nói trước mặt mẹ Nhưng sau lưng mẹ chúng tôi cũng trách cứ. Phải chi má đừng đi thêm bước nữa. Phải chi má gửi anh chị em mình vào cô như viện có lẽ còn tốt hơn. Dần dần. Và mỗi người chúng tôi đã bắt má phải trả giá bằng cách riêng của mình. Anh hai tôi khi nhỏ ngoan hiền bao nhiêu, thì khi lớn lên lập gia đình, anh lại trở tính. Má tôi có rầy la, thì anh cười trả treo rằng, Ủa, cô theo gương của ba mà má, con hơn cha, nhà có phước mà chị ba tôi hiền như cục bột, có lúc cũng không kềm chế được để nói những câu làm đau lòng người. Má nghĩ sao mà giữ năm đứa trẻ bên mình khi không tiền không bạc? Tụi con vào cô như viện chắc còn tốt hơn. Dần dần. Chị Tư không lập gia đình vì không muốn rơi vào hoàn cảnh giống má tôi. Anh Năm thì luôn đối xử với mấy đứa em sao bằng nửa trái tim. Tôi thì luôn giữ một khoảng cách nào đó với má. Và khi có dịp thì cũng trả treo để má phải nhớ đến lỗi lầm của mình. Như khi tôi quyết định bỏ việc, bỏ gia đình, bỏ tất cả để về Việt Nam. Má ngăn cản bằng những giọt nước mắt, những lời thấm thiết. Má và anh chị em đều ở đây mà con trở về đó làm gì? Nếu là đứa con hiếu để thì chắc tôi phải đau lòng xót già lắm. Đằng này tôi cảm thấy hả hê khi thấy giờ má mới biết đến sự quan trọng của mình. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội để sát muối thêm vào vết thương của má. Hồi nhỏ cô cần má thì không thấy má đâu. Giờ mới bắt con ở bên má thì ít lợi gì. Trước sự tàn nhẫn của tôi, má đành lặng thinh. Rồi khi má tôi già hơn nữa, đôi khi chúng tôi không khỏi thấy má là gánh nặng của mình. Tôi đã nhiều lần giờ bận công việc gì đó để vào phòng riêng đóng cửa lại để không phải nghe về những hồi ức của má mà chúng tôi đã nghe cả trăm lần. Chúng tôi cũng có thì giờ, không có kiên nhẫn với người già. Chúng tôi than thở, tội nghiệp chị ba, phải chăm sóc má, không được đi du lịch đâu hết. Chúng tôi sợ mình hết thời gian đi đây đi đó mà không nghĩ đến việc thời gian má còn ở bên chúng tôi ngắn ngủi hơn rất nhiều. Tôi không còn để không hiểu nỗi khó nhọc của cha mẹ nuôi con như thế nào mãi đến những năm gần đây khi ở gần cháu tôi mới thấm thía sự khó nhọc đó cái gì mà cả nhà đang vui vẻ như vậy chỉ cần nó té một cái khóc ré lên là một hoạt động mọi suy nghĩ đều dừng lại và hướng đến nó nó đau chúng tôi còn đau gấp bội rồi chỉ có chuyện nó mấy ngày không chịu đi cầu thì gia đình là một đám giặc mẹ thì đòi đánh cha bước đầu bước cổ than Sao con làm khổ cha mẹ dữ vậy? Còn bà thì nhất quyết phải dỗ ngọt đến cùng. Ba phương pháp xung đột nhau. Nên trước khi con làm được điều gì thì phiền não hờn trách đã trùm lên đầu những người lớn. Vậy mà buổi chiều khi con đã làm xong nhiệm vụ thì ba ra cười toản tẻn làm lành với bà. Mặt mẹ cũng hết căng và bà thì dĩ nhiên là thở một hơi thở dài. Hình như cái gì liên quan đến con đều là cả một vấn đề chuyện ăn uống sao cho nó ăn cơm hoài vậy không đổi món cho con sao ăn mỡ nhiều quá vậy nấu dậy mặn quá cho con nhỏ vân vân và vân vân chuyện coi truyền hình sao cho nó coi phim bạo lực dữ vậy sao coi nhiều giờ quá vậy chuyện tắm rửa không được ngâm con trong nước lâu vậy coi chừng xà phòng vào mắt em lạnh rồi phải đứng nóng cho em tắm dần dần chuyện chơi đùa mỗi tối phải đọc sách cho con trước khi đi ngủ chứ sao không dẫn con đi chơi ra ngoài công viên cho nó thoáng chuyện học hành thôi đừng ép nó đi học sớm nó còn nhỏ quá mà trường đó hình như mấy cô giáo đánh trẻ dữ lắm đó hình như có cả trăm ngàn vấn đề phải để tâm đến để có thể giáo dục con thành một người tốt một người có ích cho xã hội như cha mẹ ông bà mong muốn đứa con lớn lên không hư hỏng họ thở phào nhẹ nhõm đứa con hư hay cá tính thì suốt cuộc đời cha mẹ ông bà là những ưu tư phiền muộn những người không con hãy thử vào một nhà trẻ nào đó ở đó đôi ba giờ không ở đó cả ngày cả tuần cả tháng thì chắc họ cũng sẽ trở về nhà lặng lẽ nhìn cha mẹ mà mỉm cười mà muốn đến cầm tay ôm hôn lên má để nói Cha mẹ nuôi con thật là cực khổ trăm bề. Dù Lan, 2017 Tâm hồn cao thượng Thương tặng chị ba Hai chị em tôi cứ sáp lại gần nhau là có cãi, có giận hờn nhau vì những chuyện không đâu. Tôi sai thằng cháu đi mua bánh mì ăn sáng. Chị gọi giật lại, bảo khỏi mua gì hết. Vậy lấy cái gì ăn sáng? thì hâm cơm ăn ai có thể giờ làm chuyện đó vậy là có cãi đại loại những chuyện dớ dẫn như thế nhưng khi muốn viết về một tâm hồn cao thượng tôi lại nghĩ đến chị từ nhỏ khi chị mới bảy tám tuổi chị đã bị nội chửi ngu vì cứ hệ thấy các bác già đến nhà dây nợ hay khất nợ chị đều dấm dúi cho họ một quả cao tươi hay mấy lá trầu xanh mượt lén lấy trong cơ trầu của nội trong khi em tư nhỏ xíu đã khôn lanh biết lo đứng canh chừng xem họ có lắng lấy cấp gì của nội không sau khi ba tôi mất chị gần như thay mẹ để lo cho các em chị là người đã dẫn tay tôi ngày đầu tiên đến trường những năm mới đổi từ trường các bà sơ qua trường tiểu học công lập tôi bị hụt hẫng trước những khác lạc không biết làm bài tập làm văn tiếng việt như thế nào mỗi lần phải nộp bài là mỗi lần tôi khóc lóc là mình làm mãi với chị. Chị phải bài cho tôi cách cứ viết gì mình nghĩ rồi chị sửa lại giùm. Cứ thế, tôi từ một đứa chỉ biết ngậm bút trước các bài tập làm văn để được cô giáo đọc bài khen ngợi trước lớp. Nhờ thế, tôi tự tin dần. Cho đến ngày chị bận không thể sửa được bài cho tôi. Nhưng cô giáo vẫn cho điểm cao như thường lệ. Thế là từ đó tôi mạnh dạn bước đi một mình trên đường làm văn tôi nhớ hồi nhỏ hai bực mình căm tức chị vì cứ bị chị canh chừng nhắc nhở con gái ăn mặc phải thế này nói năng phải thế kia đi đứng phải thế nọ v v đến nỗi tôi thấy như sống trong địa ngục khi có chị bên cạnh và những lần tôi cãi lại chị thì má tôi luôn sẵn sàng nền cho cái tính hỗn láo đó nên tôi càng coi chị như kẻ thù mà chị đâu có lo cho mỗi mình tôi chỉ còn lo tắm gội lo đút cơm giặt đồ cho mấy đứa em, còn của cha dượng. Cuộc sống tất bật khiến chị dường như không có cuộc sống riêng của mình. Trong khi nhiều cô gái ở tuổi chị chỉ biết mơ mộng cho những tình cảm lãng mạn của tuổi đôi mươi. May mà má tôi còn kịp nghĩ lại, cho chị đi học mai dưới Sài Gòn để có nghề, sau này giúp tấm thân. Nhưng giúp cho bản thân chị đâu chưa thấy. Chị thấy sau khi học xong thành nghề, chị đã phải ngồi dính với chiếc bàn máy để kiếm tiền phụ giúp gia đình khi kinh tế gia đình tôi đang tuột dốc không phanh. Nhờ có đồng tiền máy đồ trong sớm của chị mà chị Tư có tiền đi chợ cho bữa ăn hàng ngày của gia đình. Dầu bữa nào cũng chỉ là bầu luộc chấm hộ gà luộc dầm nước mắm. Khi gia đình tôi gần như khánh kiệt, gia dựng bệnh, tiền của trong nhà theo đó tuôn đi. Gia đình lại đông con, không ai có công ăn việc làm ổn định, nợ nần bủa dây. Thời điểm đó chúng tôi ra đường không dám ngước mắt nhìn ai. Ở nhà thì sợ người đến gõ cửa đòi nợ. Chúng tôi dường như lén lút sống trong qua ngày. Ở bước đường cùng đó đã có một cánh cửa mở ra. Một người quen chỉ đường đi nước ngoài làm việc. Điều kỳ diệu đó cũng có cái giá của nó. Có nghĩa là chị phải xa gia đình, phải sống nơi xứ lạ quê người, một thân cô độc điều không dễ cho một cô gái chưa từng đi đâu xa hơn thành phố sài gòn chấp nhận nhưng chị tôi đã gật đầu ra đi một mình nơi xứ người chị đã phải trải qua bao thử thách học tiếng người học cách làm việc ở xứ mỹ học lái xe học để nâng cao tay nghề vân dân. chị một mình âm thầm chịu đựng không hề hé môi than thở với gia đình một tiếng nào chúng tôi đình ninh chị đã có một cuộc sống thần tiên nơi xứ người qua những tấm ảnh màu bỗng loáng những tấm ảnh không có dấu vết của những giọt nước mắt tuổi hận. Trong khi chúng tôi ở quê nhà, nhờ những đồng tiền lớn của chị gửi về, anh hai tôi đã mở được một tiệm sữa bán radio, TV. Cuộc sống dần khá hơn, nợ đã được trả. Tôi được tiếp tục đi học. Sau này anh hai còn dẫn má đi du lịch đến tận Singapore, Malaysia. Rồi hoàn cảnh đưa đẩy gia đình chúng tôi lại sum họp ở xứ người. Chị là một tay lo cho mọi người từ chỗ ăn, chỗ ở, việc học hành của mấy đứa cháu. Vì mà đôi khi chúng tôi cũng rất vô ơn. Trách móc chị ở nước ngoài lâu mà không dám mua nhà, không dám kinh doanh thứ gì để bao vào, để có nhà có cửa như người ta. Trước những lời trách móc vô tâm đó, chị hiền lành gỡ gạt, sợ làm không đủ lương trả nợ. Bây giờ chúng tôi ai cũng đầu hai thứ tóc, cuộc sống còn lại đã ngắn đi nhiều ngồi ngẫm lại riêng tôi thấy có nhiều lỗi đối với chị nhất là lỗi hỗn hào nhiều khi sự hết mình của chị vì người khác đã khiến người thân vì nóng ruột chị mà bực mình mà điên tiết để những lời nói thiếu chánh niệm để ác ý dễ làm tổn thương nhau mặc sức tuôn trào tôi nợ chị dạng lời xin lỗi tôi nợ chị những lời cảm ơn không thể nói ra lời kỳ lạ lời thô lỗ các ác ngữ thì dễ nói lời ngọt ngào ái ngữ thì lại ngắt ngứ trong cổ họng như bị mắc xương cá. Xin lỗi chị, ngàn lần xin lỗi và cảm ơn nhân duyên được làm chị em với chị. Chắc chắn những nhân lành chị đã gieo trồng trong kiếp này sẽ thành quả ngọt của tương lai. 2003